Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022, sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo lần thứ 6 năm 2022, trao tặng giải thưởng 28 tháng 7 và kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Thời gian qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân viên chức lao động thành phố không ngừng phát triển, góp phần cùng cơ quan đơn vị doanh nghiệp khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Thông qua việc tuyên dương khen thưởng, các cấp công đoàn tiếp tục động viên khích lệ công nhân viên chức người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng doanh nghiệp đơn vị phát triển bền vững và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Hội nghị cũng đã trao tặng 17 kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền các cấp, cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp cho tổ chức công đoàn, tuyên dương khen thưởng 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và tôn vinh 50 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đạt giải thưởng 28 tháng 7, trong đó có chủ tịch công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cũng tại hội nghị này, Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2020-2021.